ảnh đời thường của Á hậu Một Bảo Ngọc. Trên trang cá nhân, Bảo Ngọc chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường với trang phục giản dị, gương mặt mộc mạc. Qua những gì Bảo Ngọc thể hiện ở cuộc thi Miss World Việt Nam, Á hậu là cô gái cá tính, mạnh mẽ, năng động. Người đẹp từng tâm sự thích đi phượt và những chuyến đi giúp cô thêm trải nghiệm mới. Ước mơ của tôi không phải trở thành một điều gì cụ thể, mà là mang đến điều tích cực cho mọi người. Tôi vốn thích đi phượt, từng rong ruổi đến nhiều nơi bằng xe máy. Khi mình đi nhiều, mình thấy thế giới vật chất xung quanh trở nên bớt quan trọng hơn. Điều quan trọng chính là những người xung quanh mình, Bảo Ngọc chia sẻ trong vòng thi người đẹp bản lĩnh. Bảo Ngọc sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ, là sinh viên khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 6, khi Miss World Việt Nam trong giai đoạn nhì, Bảo Ngọc cùng nhóm của cô có chuyến đi Tây Nguyên để làm từ thiện. Mỗi hoạt động được cô cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân. Ngoài giải Á hậu 1, Bảo Ngọc cũng được trao danh hiệu người đẹp thời trang và người đẹp nhân ái của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Kể về hành trình thực hiện dự án nhân ái thuộc khuôn khổ cuộc thi, Bảo Ngọc chia sẻ: "Tôi được gặp má ba, gặp An. Má ba đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc trắng nhưng vẫn nguyện cống hiến quãng đời còn lại cho việc từ thiện. An là cô gái bằng tuổi tôi, nhưng vì bệnh tật phải gác lại ước mơ. Suốt hành trình, tôi không xem má ba hay An là nhân vật, mà xem họ là người thân." Sau khi dự án nhân ái khép lại, Bảo Ngọc vẫn giữ liên hệ với những nhân vật mà cô gặp. Người đẹp Cần Thơ cũng từng kêu gọi ủng hộ cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình An. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!